Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thưa quý khán thính giả, ở tại Florida, ngay trong lúc này, ông thẩm phán đang ngồi lắng nghe hai bên tranh luận. Và đây là ông thẩm phán, ông Gary Hart. Hiện nay, ông cũng là ông trong thời gian qua bị rất nhiều giới truyền thông, trong đó có đài Fox News, rồi bên phía thành viên Đảng Cộng Hòa chỉ trích, nói rằng ông này bê bối trong cái việc mà chưa gì hết mà đã ký vào bản khai hữu thệ, tức là affidavit, cho phép FBI tới khám xét nhà của ông Trump Mar-a-Lago. Thì vì ông ký vào chát tòa cho phép, thì chính ông cũng là người phải xét xem có công khai bản khai hữu thệ affidavit này hay không. Thì thưa quý vị, đây là ông sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ thì thực sự mình không biết, 50-50. Một điểm đáng chú ý đó, bởi vì giới truyền thông họ rất mê để mà khai thác những cái hồ sơ này. Cho nên tờ Washington Post, New York Times, nói chung á, CNN, tất cả cơ quan truyền thông Mỹ đều muốn ông quan tòa này cho phép dỡ niêm phong, công khai hồ sơ hữu thệ này. Mà điểm đáng chú ý đó, thưa quý vị, trong hồ sơ hữu thệ này đó là chi tiết lắm. Chi tiết đến độ đó là phải, bởi vì không chi tiết thì ông quan tòa, ông đâu có đồng ý ký để mà phía Bộ Tư pháp lấy được những cái hồ sơ được xem là tối mật từ Mar-a-Lago. Và trong đó kể cả tên của những người FBI và tên của những ai mà cung cấp các hồ sơ này cho phía công tố. Và vì thế bên phe công tố tuyệt đối và thường đó là họ không muốn công khai này. Vì lý do họ muốn bảo vệ nhân chứng, bảo vệ những người đã góp công giúp cho họ tìm được các hồ sơ này. Thế thì có một điểm nữa. Thứ nhất là bên ông Trump. Ông Trump ông nói nhân cơ hội này đó, công khai đi. Bởi vì ông nói rằng công khai đó thì ông mới tìm ra được những cái lý do và để ông hô hoán lên chỉ trích công tố viên là sai trái trong việc bố giáp nhà của ông. Hồ sơ đó không có gì là mật hết, hoặc là những nhân viên này sai trái, hoặc là thậm chí tước đồ. Bởi vì trong cái affidavit đó phải ghi rõ họ lấy những cái hồ sơ gì, thưa quý vị. Và đó là lý do mà tại sao các cơ quan truyền thông Mỹ hùa theo ông Trump để yêu cầu ông thẩm phán phải công khai. Bộ Tư pháp không muốn công khai. Tuy nhiên thế này, Bộ Tư pháp nếu trong trường hợp công khai đó thì họ muốn đục bỏ tên, đục bỏ các chi tiết của bản khai hữu thệ này. Cho nên nếu trong trường hợp 50-50, nếu trong trường hợp mà ông thẩm phán cho phép công khai thì ông thẩm phán phải đồng ý với Bộ Tư pháp trong số những cái hồ sơ, thí dụ như hồ sơ tối mật liên quan tới cái gì đó sẽ bị đục bỏ. Có một cái viết đen lên hết, không cho người ta đọc. Thế thì chỉ có đọc được nếu công khai thôi. Nếu công khai thì chỉ đọc được một phần nhỏ cái bản khai hữu thệ này. Tuy nhiên ông Trump thì lại khác. Ông Trump yêu cầu là công khai, mà không những công khai đó, mà còn phải không được che đậy nữa. Tức là đưa ra cho công chúng được đọc hết chi tiết tên của ai, nhân vật nào, và hồ sơ mật đó là hồ sơ gì, có cái chữ nuclear hay không, chứ có chữ nguyên tử hay không. Đó là ý của ông Trump muốn, nhưng Bộ Tư pháp được không. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem việc thẩm phán Florida
có đồng ý để công khai hay không. Nếu đồng ý, ông có đồng ý là che bớt được tên hoặc là những cái phần nào mà phía Bộ Tư pháp nói ra. Nếu công khai sẽ đe dọa và gây nguy hại đến cho các nhân viên và kể cả gây nguy hại đến cho nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ nữa. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây cơ quan CDC đã khuyến cáo là họ đã nhận được báo cáo có hai người đàn ông đã bị chết trong tháng này sau khi mà ăn oyster, và bây giờ họ đã truy tìm được nguồn gốc là đều đến từ một cái nhà hàng, và cái nhà hàng này nằm ở Fort Lauderdale từ bang Florida thưa quý vị. Đó là nhà hàng Rustic Inn Crab House. Thì phía CDC cho biết là cái người đàn ông mà đầu tiên mà bị chết trong tháng này đó là ngày 9 tới tháng 8, rồi mới cách đây 2 ngày thêm một người thứ nhì nữa. Thì sau từ khi nhà hàng này luôn. Vâng. Thì sau khi mà nhận được báo cáo đó là CDC đã yêu cầu cơ quan y tế của Florida đến cái nhà hàng này kiểm tra, và đặc biệt là họ kiểm tra cái form cái distributor nào của cái nhà hàng họ lấy cái oyster đến đây, dạ, đúng rồi, cái nhà nơi phân phối trồng nuôi con oyster này. Từ đâu thì nhà hàng này đó họ nhập cái số lượng oyster đều đến từ một cái farm ở Louisiana. Và đặc biệt đó là cơ quan y tế của Florida họ cũng kiểm tra một lượt luôn cái nhà bếp, rồi xem có cái vi phạm quy định về an toàn, có sạch sẽ hay không. Thì trong ngày hôm đó là họ cho phép cái nhà hàng được tiếp tục mở cửa trở lại, bởi vì không có vi phạm quy định nào hết. Và đặc biệt đó, cái ngày hôm đó cái người đàn ông mới nhất mới bị chết cách đây 2 ngày thì cái nhà hàng này đã bán ra hơn 100 dozen oyster rồi mà không một thực khách nào bị đau bụng hay gì hết. Thì cái người đàn ông này là ông rất là giống như là xui xẻo mà thôi, ăn trúng một cái con oyster nó có nhiễm vi khuẩn Vibrio thưa quý vị. Thì phía CDC họ nói là trong những cái tháng hè đó, khi mà nước nó ấm lên thì có một cái nguy cơ đó là những cái con oyster khi mà chúng ta ăn sống nó có nhiễm vi khuẩn, mà đặc biệt cái con vi khuẩn Vibrio này nó nằm ở trên con oyster sẽ không khiến cái con oyster này nó biến mùi hay là cái màu nó khác gì cả, không cách nào biết được, cho nên rất là xui xẻo. Thì cái này không phải từ CDC, mà khi cái tin này loan lên đó, rất nhiều người dùng ở mạng xã hội họ nói là những cái người mà bản địa ở những cái tiểu bang mà họ ăn oyster từ nhỏ đến lớn thì họ nói là cha mẹ của họ lúc nào cũng dặn không bao giờ ăn oyster, mà ở những cái tháng trong cái chữ nó không có chữ R. Dạ vâng, chỉ ăn từ tháng 9 cho đến tháng 4. Mà bây giờ nếu mà quay lại với cái lời của CDC thì nó trùng khớp, đó là những cái tháng đó đó trời thời lạnh thì cái nguy cơ mà nó có vi khuẩn nó cũng ít hơn. Còn những cái tháng mà không có chữ R là từ nóng. Tháng 5 cho đến tháng 8 đó thưa quý vị, là nóng thì nguy cơ mà nhiễm khuẩn nó cũng nhiều hơn nữa. Phần lớn oyster ở California chúng ta lấy nhà phân phối từ tiểu bang Washington, rất là ngon thưa quý vị. Và cũng qua cái bản tin này mới biết được, trong cái giai đoạn mùa đông, mùa trời lạnh đó, ăn oyster vẫn tốt hơn là mùa hè. Bây giờ đến phiên ông luật sư Rudy Giuliani. Ngày hôm qua ông đã xuất hiện để phải ra quận Fulton của tiểu bang Georgia. Quận này ông đã từng xuất hiện cùng với cô Alice mà ngày hôm qua chúng tôi, Gina Alice, cũng là một luật sư đứng bên cạnh ông Rudy để tố giác những cái hồ sơ bầu cử của tiểu bang Georgia là sai phạm, rồi có những cái vụ gian lận. Ông xuất hiện ở tại tiểu bang Georgia luôn, đến quận Fulton để yêu cầu các giới chức làm thế nào đó kiểm tra lại các phiếu bầu, trong đó phiếu bầu khiếm diện. Rồi một phần thì quận Fulton cũng nhận được điện thoại của ông Trump gọi đến tìm kiếm 11.000 lá phiếu để giúp cho ông thắng được ông Biden. Thì Rudy Giuliani ngày hôm qua xuất hiện ở ngoài tòa 6 tiếng đồng hồ. Và các điều buồn cười là các phóng viên cũng họ cũng có mặt luôn, họ không được nghe, họ không được vào, bởi vì đây là cái cuộc điều trần kín 6 giờ đồng hồ luôn. Thì trong cuộc điều trần này, những cái vấn đề gì ông Rudy phải khai ra, phải bị chất vấn, và ông nói ra những gì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào. Điểm đáng tiếc là không có chi tiết nào mới. Ông xuất hiện ra, ông cũng cười cười, cũng không có nói gì chi tiết gì thêm, và giới truyền thông họ cũng không khai thác gì được hơn. Ngày hôm qua chúng tôi theo dõi bản tin thì những người có mặt, các phóng viên có mặt, họ đứng ở bên ngoài, họ không có được vào để nghe được, và
Cho dù có những người nghe được, họ cũng không được tiết lộ ra bên ngoài. Thì họ chỉ tuyên bố một câu là chỉ mong là có những cái nguồn tin tức rò rỉ để xem những cái lời trả lời của ông Rudy. Thì chúng tôi có thể trình bày một chút xíu các câu hỏi của bên phía công tố của quận Fulton, tiểu bang Georgia. Trong đó, đại bồi thẩm đoàn họ nói trên 12 thành viên của đại bồi thẩm đoàn xuất hiện để chất vấn ông Rudy Giuliani. Vì thế, nó kéo dài tới 6 giờ đồng hồ ngày hôm qua. Mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo.